Thủ tục để ông bà sang tên sổ đỏ cho cháu mới nhất năm 2024. Bước 1, công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất giữa ông bà và cháu. Lưu ý, nếu như cháu chưa đủ 18 tuổi thì phải có người đại diện theo pháp luật của cháu là bố mẹ cháu đồng ý thì hợp đồng mới có giá trị pháp lý. Bước 2, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông bà sang cháu. Ông bà thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp đã được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 4 điều 95 Luật Đất đai năm 2013. Bước 3, cần chuẩn bị các giấy tờ gồm đơn đăng ký biến động theo mẫu số 09DK, bản gốc sổ đỏ đã cấp, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng nhà đất có công chứng hoặc chứng thực, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai lệ phí trước bạ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của ông bà và cháu. Bước 4, hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất hoặc nộp tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu. Bước 5, kiểm tra thẩm định hồ sơ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phí, văn phòng đăng ký đất đai sẽ làm thủ tục đăng ký sang tên trên sổ đỏ.